Hello anh em, hôm nay thì bãi lại giới thiệu anh em một con máy xài gia đình nha. Thì con này là con Tanaka được xuất xứ tại Nhật về nha, hàng bãi nguyên zin. Xích em gắn xích mới cho anh em luôn rồi, về anh em chỉ việc xài thôi nha. Đó, con này thì anh em cắt tỉa cành trong gia đình, cắt cây củi bằng bắp đùi trở lại nha. Đó, rất là gọn nhẹ và bền nha anh em. Và đồ phụ tùng thay thế rất là nhiều nha. Và mẫu này rất là ít khi nó hư hỏng. Đó, con này thì Hoàng để cho anh em với giá chỉ có 2,1 triệu, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Tặng kèm đầy đủ rũa xích, tim mở buji và tô vít chỉnh. Và đặc biệt là ship cốt tận nhà, anh em không cần phải cọc gì nha. Anh em chỉ cần xem thông số máy mà anh em nhận thấy cái máy này nó phù hợp với công việc của anh em. Anh em sử dụng cắt những cái cây phù hợp, nó không to quá. Đó, thì anh em sử dụng những cái dòng máy nhỏ này. Đó, và giá rất là hạt rẻ cho anh em nhé. Chỉ có 2,1 triệu, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Và bảo hành cho anh em là 12 tháng sử dụng nha. Ship code tận nhà cho anh em luôn, nhận hàng anh em kiểm tra hàng đúng máy anh em mới thanh toán tiền nhá. Đó, giá chỉ có 2,1 triệu thôi, em xin phép test nổ cho anh em cái máy con này nhá. Đó, con này thì xài rất là bền luôn. Rẻ cho anh em luôn, chỉ có 2,1 triệu, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, thì anh em nhu cầu mua có máy cưa xích hay gì thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại 0345 05 399. Đó, để em sẽ quay cho anh em xem từng con một nhá. Đó, số lượng máy nhà Hoàng rất nhiều luôn. Đó, cả 100 con tha hồ cho anh em lựa chọn nhá. Các dòng thì họ sẽ quay từng con một cho anh em dễ lựa chọn nhá. Bởi vì lên số lượng nhiều quá thì anh em lựa chọn nó lâu và nó khó. Đó, rồi xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em theo dõi video của Hoàng Bãi nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.